Báo cáo quý vị, hôm nay là sáng ngày 31/3/2018 và đây tôi đang đứng tại cái xưởng sản xuất của chúng tôi. Là ngày hôm nay chúng tôi đang mới sơn xong một số các mặt sập. Đây là chiếc mặt sập gỗ chắc vẫn tuyệt tác luôn, nhưng mà vẫn là chưa xong. Đây mới là gần xong thôi. Và vừa rồi thì một chiếc mặt sập gỗ gụ vừa xong, chuẩn bị đưa lên xe để chuyển về cửa hàng. Còn đây hàng loạt những cái sản phẩm đang đợi lên thành phẩm. Ta dạy cho nằm ra xong là đấy, cái chết lên. Để chiếc mặt sập mét 6 được đẹp, tuyệt tác rồi. Phải lót đấy, phải lót chăn. Nữa thôi, một cái nữa à? Xe vào đây rồi. Cho nốt cả cái mặt sập mun ra. Xong là cho 4 cái bức tranh ra. Mặt sập rất nặng, khuôn tranh dày 10 phân, ván dày 2 phân. Còn dưới này thì là chiếc mặt sập gỗ gụ nữa, ngày hôm nay sẽ xong. Và đây là bộ trường kỷ gỗ mun Angola cũng đang đánh dở ra. Bên này là các đôi lục bình, trong đó có một đôi lục bình 1m6 là đã có khách rồi. Lục bình 1m6 tôi đang làm dở dang đây. Đôi lục bình 1m6 này chuẩn bị để tôi xem sắp chuyển về đâu. Đôi lục bình 1m6 này chuẩn bị chuyển về tổ 9 ấp 5 xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Thưa, ngoài ra thì còn các cái bộ hoành phi câu đối thì nhiều tràn ngập đây, cuốn thư câu đối rầm rầm đây. Đó là các sản phẩm đang làm dở dang rất là nhiều. Tạm biệt quý vị tại đây, xin quý vị liên lạc với đồng hồ hiện theo số điện thoại trên màn hình.